Dạ, em xin chào anh chị. Hôm nay em sẽ nói một xíu về các dòng ráy nha anh chị nha. Ráy thì theo Việt Nam mình gọi chung chung như vậy, nhưng mà nếu mà đọc chính xác theo tên nước ngoài thì nó sẽ có hai dòng riêng biệt. Đó là dòng Alocasia và dòng Colocasia. Alocasia là cái dòng có thể trồng cạn. Colocasia là dòng trồng dưới nước được, trồng cạn cũng được. Thì nay em sẽ giới thiệu với anh chị một số dòng để cho anh chị mới tập chơi có thể sưu tầm dễ dàng. Bây giờ thì giá thời điểm hiện tại thì giá của nó cũng khá là rẻ, nên mình có thể mình sưu tầm giống về mình trồng để mình trang trí cái khu vườn của mình, đề co cái khu vườn của mình theo ý thích của mình. Thì cây đầu tiên phải nói tới đó là cây Alocasia gagiana aroe, là cây ráy va vàng như này. Cây này là cái cây từng làm sóng làm gió từ Thái Lan tới Việt Nam. Đó, cây này thì nếu mà anh chị nào mà có theo dõi kênh của em thì cũng không còn lại gì về nó nữa rồi. Cây này va đỉnh không anh chị? Nắng quá cháy hết. Va vàng nhiều quá anh chị, bị cháy lá. Cái cây mà thứ hai là cây này. Cây Macro. Alocasia macro. Cây này cũng từng giá của nó cũng khá là ok. Đến thời điểm hiện tại thì giá của nó đã quá rẻ rồi. Một cây con của nó bây giờ chỉ có tầm khoảng 500 đổ về thôi. Cây con nhỏ nhỏ. Nên mình có thể sưu tầm cây này mình chơi được. Theo em cảm nhận thì cây này vẫn rất là đẹp. Từ va tới thân tới cách trồng. Nói chung cây này trồng rất là ok luôn. Anh chị có thể nhìn thấy va của nó nè. Cây này mà không chơi thì chơi cây gì, rẻ đẹp chuẩn cây này luôn. Dòng thứ ba là dòng Gagiana bo. Cây này thì từng một thời giá trị của nó lên tới cả mấy chục triệu một cây luôn, nhưng mà bây giờ thì cũng xuống rồi, cũng còn khoảng 5-3 triệu một cây, rẻ. Cây này là cây gen Mỹ. Bên Mỹ thì nó không gọi là Gagiana, người ta cũng gọi là Aurora. Mỗi chỗ gọi mỗi khác. Mỹ Nhật, cây này nói chung là một cây nhập ngoại, cây này khá là giá khá là chát. Rồi tiếp theo là cây Batik. Aurora Batik. Cây này thì từng nói chung nó cũng là cây nhập. Cây này chủ yếu là nhập tàu về nhiều. Cây này là va hơi hơi yếu anh chị, nếu mà va nhiều thì nó cũng đẹp lắm. Nó sẽ từng mảng như này, như kiểu va min vậy á. Cây batik. Rồi những dòng cơ bản như này nè. Dòng này là dòng colo nè anh chị nè. Dòng này là cây black cây coral. Colocasia black coral. Anh chị thấy không? Cây này nó phải cao 1,5 m rồi. Màu đen tuyền luôn, rất là đẹp. Cây kế bên là cây lemon gecko. Đây là những cây môn, những cây ráy cơ bản anh chị có thể sưu tầm. Đều rất là đẹp. Lá của nó phải nói là khỏi chê. Rẻ, đẹp. Cây này là cây Colocasia pharaoh. Mặt nạ của pharaoh á. Cây này bây giờ hồi cây này chính xác là cây này hồi em mua có tí xíu này nè là 6 triệu, lớn hơn cây này một tí, nhưng mà giá thời điểm hiện tại thì một cái này lá nó phải 20, cây nhật con lá khoảng 20 thì bây giờ nó cũng tầm khoảng 1 triệu đổ về thôi. Sưu tầm rất là ok, đẹp. Cây này á, nếu mà anh chị sưu tầm cây này thì phải sưu tầm thêm cây này nữa. Cây này anh chị để sọc của nó là sọc sọc đen nha. Đó thì cây này cây gì em cũng quên tên rồi, em cũng chỉ sưu tầm thôi. Sọc của nó sau này nó sẽ là sọc vàng. Sọc vàng nó sọc ra hết như kia. Cây này nó còn nhỏ. Và một cây nữa cây Wai Lava. Sau này nó sẽ những cái sọc này anh chị này, nó sẽ trắng hết như cái này luôn. Cũng rất là đẹp. Đó. Còn hai loại mắc tiền nữa, đó là một loại Black tem, loại đó thì giá khá là cao cho tới thời điểm hiện tại luôn.
Một loại nữa là cây Potora. Potora thì cây đó ở Việt Nam mình em thấy ít, bởi vì giá nó ở bên nước ngoài nó ngất ngưỡng luôn á, hiếm. Nó một dạng dạng như này, nhưng mà lớn lên thì nó sẽ nhăn nhiều hơn, và cái lá này nó sẽ to, nó sẽ to hơn tất cả những cây mà em vừa giới thiệu với anh chị luôn. Nó rất là to và rất là đẹp. Cái đó thì nếu mà anh chị thật sự mà có nhu cầu nghiên cứu thì mới sưu tầm đó, bởi vì giá nó khá là cao. Đây là cái lô ghét con này anh chị đó. Còn nói về đấy thì có một thêm một dòng nữa nha anh chị nha. Dòng đó là dòng Santosoma. Dòng đó là cái dòng khoai mùng của mình á. Khoai mùng của mình á. Santosoma thì ở đây có cây Santosoma Mojito này. Lá nhăn nhiều thấy gớm đây. Một cây Santosoma Marble nữa. Lá nó cũng màu nó cũng tầm tầm như này mà nó không bị nhăn. Rồi Santosoma Yellow ba vàng như này. Nó là những cây khoai mùng khoai củ, nó có củ, mấy cái củ này ăn được á. Dòng này là dòng thân xanh, rồi một dòng Santosoma thân đen này nữa. Đó. Rồi một cái loại này mà nó va kiểu xanh matcha á. Đó là có mấy loại Santosoma nó cơ bản như vậy. Là những loại cơ bản mà anh chị có thể sưu tầm. Còn hiện tại ở ở Việt Nam mình thì hàng rừng rất là nhiều, hàng rừng Việt Nam rất là nhiều, như điển hình như cây này. Thân cũng đen, lá sâu cũng đẹp lắm. Hàng rừng của mình thì anh chị nó chưa có tên. Thực ra thì chắc chắn là nó sẽ có tên hết rồi, nhưng mà lượng người chơi còn ít và cũng chưa có nhiều người tìm hiểu sâu về nó nên tên của nó chưa có. Ví dụ như cây này. Anh chị nhìn thân. Thân cũng mặt va rất là đẹp luôn. Lá. Đó. Đây, đây có một loại nữa này. Đây, cây này giống y chang như cây Okinawa luôn, nhưng mà nó là hàng rừng Việt Nam. Full va luôn nè anh chị. Này là hàng rừng Việt Nam nha anh chị. Có người gọi là Odora Arbor. Rồi đây mớ nữa. Hàng rừng của mình thì khá là nhiều loại, rất là nhiều loại luôn. Đây. Và đẹp không chị? Minh luôn nè. Rồi đâu ta? Rừng Việt Nam của mình nhiều lắm. Nếu mà anh chị sưu tầm thì nó hiện tại giá nó chỉ vài trăm ngàn một cây thôi, và mặt va, mảng va nó rất là đẹp, nên mình có thể sưu tầm loại này mình chơi rất là ok. Dạ. Đó là đây, Santosoma Yellow nè. Gold hay Yellow gì đó. Nói chung là va vàng. Cây xanh matcha nó sẽ như này. Dòng Santosoma này thì hơi kén người chơi. Đó, đó là một số loại đấy mình có thể sưu tầm nha anh chị nha. Cây này là cây Sagittifolium Santosoma và dạ rồi, em xin chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ.